cái bình khỏe để cho một chào có tay thật lớn nữa đi quý vị. Lại cùng ngồi với nhau. Và có một điều mà Bác Yên và Thảo Nguyên rất vui mừng, đó chính là trong tất cả các hoạt động của Chiều Diệu Pháp luôn luôn nhận được sự quan tâm đồng hành của tất cả quý vị Phật tử, đặc biệt là về phía các bản tin như là thực sự của Chiều Diệu Pháp. Nhưng mà có một câu chuyện như thế này, Thảo Nguyên kể cùng với ông là Hoan Thị quý vị. Có một cô còn rất là nhỏ, sau khi mà học xong lớp 12 thì mới đến chùa, mới xin Phật về nè. Phật ơi, sau khi mà con học xong lớp 12, Phật cho con thi đỗ đại học. Khi con đậu đỗ đại học xong thì con xin được cúng Phật nữa. Phật vỗ tay. Cứ ngày cứ xin quý vị cho, cả vỗ tay quý vị cho hoài. Thế bây giờ quý vị thấy MC xuất hiện là quý vị vỗ tay dùng cho MC vui. Chứ MC ta dành một tràng vỗ tay cho nghệ sĩ ưu tú Phương Khánh ạ. Xin cảm ơn thầy ạ. Và cũng trong cái mùa Phật đản, kính chúc thầy cũng như tất cả quý vị Phật tử chúng ta có một mùa Phật đản thật an lành, bình an. Xin cảm ơn. Xin được cảm ơn chị. Kính thưa tất cả quý vị, vào mùa Phật đản thì chúng ta sẽ được lắng nghe rất nhiều những bài hẳn là một điều là Bánh Yên và Thảo Nguyên biết tất cả quý vị Phật tử đến đây là những người đã luôn đồng hành cùng với Chùa Diệu Pháp trong những năm qua. Thì chúng ta còn biết được rằng là Chùa Diệu Pháp ngoài các chương trình và văn nghệ như thế này ra thì còn có rất là nhiều các hoạt động ý nghĩa để mang đến dành cho cộng đồng. Ở đây thì chúng ta có về mái ấm để nuôi dưỡng các cụ già và trẻ nhỏ đó Thảo Nguyên. Dạ. Quý vị mắt thận nhìn ca sĩ rồi, không ai thèm nhìn MC hết. MC đây quý vị ơi, ca sĩ đi về hát xong rồi là xong rồi. Mình nên phủ khả, vô chùa không nên phủ đúng không? Dạ quý vị cứ tỉ các chị đi ạ. MC dẫn đạo chờ tới sáng cũng được. Dạ. Mình chào xong chưa ạ? Nói chưa là quý vị ơi, quý vị đến với cái chùa này đã được bao nhiêu lần rồi ạ? Trên 10 lần quý vị có thể đưa tay cho Thảo Nguyên biết mất. Trên 10 lần chứ ạ. Vậy là quý vị mới lần vòng ngoài chùa thôi. Còn ngắn này thì mới vô chùa lâu rồi. Yeah. Ở chùa mình đó thì có một cái bờ sông rất đẹp, rất thơ mộng. Bờ sông này dùng để thả cá, chứ không phải dùng cho những người thất tình quý vị nha. Nhưng khi có thể nghe nói là, quý vị biết không? Ơi buồn quá bị thất tình rồi, ra bờ sông của chùa Diệu Pháp, mới làm gì? Đúng gió nha quý vị. Nhưng mà ở đây còn có một điều đặc biệt nữa là chắc quý vị không biết. Hiện nay chùa của mình có một mái ấm luôn 39 cụ lúc này. 38, dạ 38 cụ quý vị. Và 38 cụ này là chỉ là nêu đơn, không có người thân thích. Và mới khi mà có cái chứng nhận của chính quyền vô thì dạ quý vị ơi, mình nhận một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Dạ. Anh nhìn được không? Dạ cảm ơn thầy, cảm ơn chị Đông Đào. Chị ơi, cô Lan lần này hát tiếp nha chị. Chắc chắn rồi lần nào chị cũng có mặt. Xin cảm ơn chị. Dạ vâng. Quý vị ơi, không biết là quý vị có thích không mà sao quý vị vỗ tay yếu dữ vậy trời. Dạ. Quý vị biết không, ngày xưa khi mà rồi. Quý vị ơi, mình nghe câu hỏi này xong rồi quý vị mình cũng xem thử là quý vị có ai niệm Phật không nha. Mà trong lúc mình niệm Phật là mình xin cái gì, mình cầu cái gì ha. Dạ rồi mình nói lại nè, lấy lỗi kỹ thuật con với thêm một bạn hát chung nữa là những lần con nuôi. Nhưng mà ở trong cuộc thi thì ba Hồ Việt Trung là đảm nhận vai trò gì đối với cái Quỳnh Nhi? Dạ, trong cuộc thi là ba Hồ Việt Trung là làm huấn luyện viên với thêm cô Diễm Nhi nữa. À, vậy là ba Hồ Việt Trung là huấn luyện viên và phát hiện được bé Quỳnh Nhi có một cái chất giọng hát rất là hay và hỗ trợ rất là nhiều dành cho bé Quỳnh Nhi. Và chính vì nhờ sự hỗ trợ từ phía ba của bé Quỳnh Nhi, ba nuôi bé Quỳnh Nhi là ca sĩ Hồ Việt Trung, thì bé Quỳnh Nhi cũng đã đăng quang vào thi Việt Trung Xuất Ca Nhí. Một lần nữa cảm ơn bé Quỳnh Nhi đã cùng đến với Chùa Diệu Pháp. Chúng ta dành một tràng cho bé Quỳnh Nhi. Cảm ơn bé Quỳnh Nhi. Và lúc hôm nay thì chúng tôi có hứa với quý vị rằng là sẽ có nhiều tiết mục hài rất là hay. Và nếu như mà quý vị chúng ta có theo dõi cuộc thi Cười Xuyên Việt, quý vị có thích cuộc thi này không ạ? Thì những gương mặt trai xinh gái đẹp sau đây sẽ có một cái tiểu phẩm. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gì nữa. Dạ được. Xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí mật VBiz. Chúc các bạn những ngày tốt lành.